Hello các anh em, video đầu tiên của năm 2023 và mọc màu đỏ, nó đỏ cả năm chứ. Chắc chắn rồi, lời đầu tiên mình muốn nói trong video này đó là mình chúc các anh em một năm mới sức khỏe, vạn sự như ý và chúc các tình yêu luôn 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 tìm được những cái mùi hương mà mình ưng ý đó. Và trong cái video chủ đề đầu tiên của năm 2023 này, mình sẽ list ra cho các anh em một số những cái đối tượng, một số những cái mục tiêu mà các anh em nên tích trữ gạo dần, tích trữ lúa dần, để mà làm sao khi mà có thời điểm, khi mà đã chín mùi thì chúng ta quất. Bởi vì cá nhân mình thấy rằng nếu như mà sử dụng đúng hợp tuổi này, hợp style và đúng thời điểm thì đây đều là những mùi hương mà sẽ rất là ngon. Ok, thì đấy là cái chủ đề đầu tiên trong đấy là cái chủ đề trong cái video đầu tiên của năm 2023 này. Ok, còn bây giờ anh em hãy ngồi relax và let's go. Chai nước hoa đầu tiên mà mình nhắc đến ở đây đó là một sản phẩm mới được ra mắt của nhà Hermes và nó có tên là Terre Hermes Eau de Givry. Đây là một mùi hương nó vẫn theo cái style của sản phẩm rất là nổi tiếng khác, đó là Terre Hermes. Nhưng ở chai nước hoa này thì nó sử dụng một số những cái nốt, ví dụ như là có bưởi, này, vetiver, chứ nó còn không còn dạng kiểu cay nồng giống như người tiền nhiệm của nó. Cho nên ở phiên bản này thì khi mà chúng ta xịt, chúng ta sẽ cảm thấy nó có một cái gì đấy của Light Blue Forever. Bởi vì nếu như mình nhớ không nhầm, nó có dùng chung cái nốt bưởi. Tất nhiên rồi thì nó cũng là dạng kiểu style mùi như thế. Quay trở lại chai nước hoa này thì chúng ta xịt, chúng ta một cái cảm giác nó rất là nhẹ nhàng và một chút hơi một chút gỗ của tông vetiver. Tuy nhiên đây mình nghĩ rằng đây là một sự lựa chọn rất là thú vị trong mùa hè, đặc biệt là các anh em nào là dân văn phòng, chúng ta thích những cái mùi hương nó nhẹ nhàng, lịch sự, không quá nồng và độ bám mùi tốt ấy, thì Terre Hermes Eau de Givry là một trong những sự lựa chọn mình muốn list ra cho các anh em để chúng ta gom lúa dần, quất là vừa. Ok, chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm của nhà Saint John và nó có tên là 3 giờ sáng. Trong cái lời quảng cáo của hộp, trên hộp, ghi trên hộp ấy, thì nhà sản xuất này họ nói là 3 giờ sáng thì chúng ta có thể làm mọi điều mà chúng ta muốn. Đấy, mình cũng không hiểu là ở đây 3 giờ sáng làm cái quái gì. Quay trở lại với chai nước hoa này thì nó có sử dụng một số những cái nốt mà khá là lạ nhé. Không phải là, nói chung là không được quá là được sử dụng liên phổ biến trên thị trường. Ví dụ như ở đây là cái mùi nước hơi ga mix cùng với cam và một chút gia thuộc. Thì khi mà chúng ta xịt chai nước hoa này, nó một cái cảm giác đúng như kiểu khi mà chúng ta ngửi những cái lon nước Pepsi, Coca-Cola ấy. Cái vị nước hơi ga nhé, không phải là cái mùi của nước Pepsi đâu nhá, mà cái vị hơi ga của nó ấy, đó, nó bốc lên ấy. Thì chai nước hoa này khi mà chúng ta mới xịt, chúng ta sẽ cảm giác như thế, cộng thêm với một chút citrus và sau đó là lên cái tông gia thuộc mềm mềm, rất là thú vị. Mình bởi vì bây giờ đang ngoài Bắc đang rất là khá là lạnh ấy, tầm khoảng 14 độ, cho nên là cái cảm nhận của mình về cái mùi hương này nó chưa phải là chuẩn chỉ 100%. Tuy nhiên mình dự đoán rằng đây là một chai nước hoa mà rất rất là có tiềm năng sử dụng trong mùa hè. Do vậy mình nghĩ rằng đây cũng sẽ là một đối tượng tình nghi mà chúng ta cần phải lưu tâm. Ok, Saint John 3 AM. Chai nước hoa thứ ba đó là Valentino Uomo Intense phiên bản 2021. Đây là ngoại hình mới của Valentino Uomo sau khi mà hãng này đã bán lại cho hãng dược phẩm L'Oreal. Đây là đợt đầu này đó, thì chúng ta có thể thấy là bây giờ có một cái ngoại hình thay đổi ở cái phần đầu nắp. Bây giờ nhìn nó giống như kiểu dạng kiểu playboy hoặc là fuckboy cái gì đấy. Còn ở đây là ngoại hình cũ. Mình khá là thích cái đầu cổ này hơn, nhìn nó có vẻ là đĩ đĩ hơn, sexy hơn, chứ nhìn nó hơi tù tù. Còn mùi hương nó như thế nào thì mình thấy rằng khá là thú vị khi mà một hãng đã bán lại cho một tập đoàn gì đấy và cái mùi hương họ không bị mất chất đi quá nhiều, bởi vì Valentino Uomo Intense phiên bản mới này nó vẫn là của Uomo Intense ngày xưa, em vẫn như ngày nào đó. Tất nhiên thì chúng ta không thể nào mà tránh được ở đây nó có những cái này cái nọ, tuy nhiên về tổng thể thì mình vẫn thấy rằng phiên bản mới này nó vẫn còn chất, giữ được cái chất của Uomo Intense ngày xưa. Thì chúng ta sẽ nên
lưu tâm cu em này, bởi vì mùi nó rất là thơm, mùi nó rất là, nói chung là thế nào nhỉ, nói chung là quyến rũ, rất đáng tiền để chúng ta sở hữu Valentino Uomo Intense 2021. Chai nước hoa thứ mấy thì nhỉ, 3. Chai nước hoa thứ 4, Rochas Moustache EDP. Đây là một trong những siêu phẩm của nhà Rochas với sự kết hợp của vani benzoin. Đó, khi mà chúng ta xịt, chúng ta sẽ cảm thấy cái tông mùi ngọt của vani và cái chút nhựa cay cay của benzoin, nó tạo nên cái tông mùi cho Rochas Moustache. Nếu như mà các anh em lên chắc các cái diễn đàn và những cái YouTuber thì họ đánh giá rất là cao chai nước hoa này, Rochas Moustache. Có những ý kiến so sánh rằng nó giống với Yves Saint Laurent Tussauds, mình không biết bởi vì mình chưa ngửi chai nước hoa đó. Tuy nhiên, để mà nói về giá, về mùi hương thì sản phẩm của nhà Rochas này rất xứng đáng để sở hữu đó. Cho nên anh em hãy nên chịu khó ăn mì tôm để mà sớm muộn dinh em nó về Moustache EDP. Chai nước hoa thứ 5 đó là Bulgari Pure Homme. Mình khá là ngạc nhiên khi mà chai nước hoa này ra mắt rất lâu rồi, nhưng mà cho đến bây giờ thì không thấy nhiều các anh em có vẻ quan tâm đến chai nước hoa này, và đây là một điều rất đáng tiếc. Ở tông mùi của chai nước hoa này, nó là gừng, bạch đậu khấu và chất đàn hương, gỗ đàn hương, rất là thú vị. Không có nhiều chai nước hoa có cái style mùi như này. Tuy nhiên thì có thể là nó ra mắt được từ khá là lâu, từ tận 1999, cho nên là đến bây giờ không có nhiều người có vẻ còn lưu tâm. Tuy nhiên cũng đây là một điều rất là đáng tiếc, bởi vì cái tông mùi của nó có sự đầu tư này, tính chất mùi cũng khá độc đáo. Và nếu như ai thích cái tông mùi gừng, nốt gừng, thì chúng ta nên sở hữu chai nước hoa này, Bulgari Pure Homme, rất là hay. Ok, chai nước hoa chả biết bây giờ là thứ mấy nhỉ, chai nước hoa thứ 6, Secular 10 Santorin Majesque. Nếu như anh em nào thích cái tông mùi gỗ của cacao thì đây chắc chắn phải là một siêu phẩm phải sở hữu. Nếu như ở nhà Guerlain có chai Le Instant de Guerlain Homme, mình không nhớ tên, nó cũng sử dụng nốt cacao, nhưng sản phẩm của nhà Guerlain thì nó quá giả, mình cảm thấy nó rất là khó dùng ấy. Tuy nhiên của nhà Secular 10 này thì mình cảm thấy xịt nó rất là thanh thoát, nó vẫn là mượt mà, và cái tông mùi gỗ của nó thì tuyệt vời. Do vậy anh em nào thích cái kiểu gỗ cacao thì em ở đây rất xứng đáng để sở hữu. Ok, và cuối cùng đây là một chai nước hoa về mặt cơ bản thì nó đã bị ngừng sản xuất, tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể tìm được nó ở, nếu như chúng ta muốn chúng ta vẫn có thể tìm được hàng, đó là Jean Paul Gaultier Superman. Ở chai nước hoa này nó đi ngược cái xu thế làm mùi của nhà Jean Paul Gaultier khá là nhiều, khi mà nhà nước hoa này họ luôn luôn chuộng cái kiểu mùi ngọt như vã vào mặt, nhưng Superman thì nó là một sự kết hợp của bạc hà, vani và aldehyde. Khi mà chúng ta xịt, chúng ta sẽ cảm thấy cái vị tươi mát, thanh mát của bạc hà mix cùng với cái vị ngọt của vani. Do vậy, đây là một cái mùi hương rất là thú vị. Tuy nhiên, rất là khó hiểu khi mà nhà nước hoa này đã quyết định ngừng sản xuất Jean Paul Gaultier Superman. Tuy nhiên, mình đã nói lại là chúng ta vẫn có thể tìm được nếu như chúng ta muốn. Và mức giá cũng không phải là quá là chát. Cái quan trọng là chúng ta muốn sở hữu chai nước hoa này đó, thì mình sẽ bớt list nó ra trong cái target của đầu năm 2023 này. Ok, thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến với các anh em một số những cái chai nước hoa mà chúng ta sẽ đưa vào làm tầm ngắm, đó là những cái đối tượng tình nghi phải điều tra của đầu năm 2023 này. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share để những mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe nhé. Còn bây giờ, bye bye.